Rồi xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Và rồi hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu ha. Hôm nay là xả vườn, xả rễ, xả hết cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tranh thủ mình mua ha. Rồi, bà chủ ơi. Rồi hôm nay trở lại kênh thì em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Thì hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai cúc thọ hương. Thì nói chung thì cũng khá già mùa chứ nó cũng chưa già lắm nha. Rồi. Thì hôm nay đầu clip hôm nay thì em giao lưu luôn một cây thọ hương mã số 11 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 11 là một cây cúc thọ hương. Rồi không mà mất thời gian nữa em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị nha, em cây xem. Cây này bo già lắm nha cô chú anh chị, mấy chục ghép khá to rồi ha. Rồi thông số luôn đi bà chủ ơi. Dạ, hoành thân tại điểm này là được 20 rưỡi, em tính 20 nha. Rồi. Dạ chiều cao là 113. Dạ tán ngang là 111. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 900 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn ha. Giá bán hữu nghị cho cô chú anh chị em mình. Rồi mã số 12. Dạ tiếp theo mã số 12 thì một cây dáng này nghiêng nghiêng mình dành cho dáng bay thì rất là ok nha cô chú anh chị. Cũng là cúc thọ hương ha. Bộ đế thì nó bỏ y như một cái bàn tay nơm sởm luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. Củ đế thì nở to. Bộ đế thì bỏ rất là ok luôn. Cái cây này thì cô chú anh chị em mình cái dáng này thì em vẫn chừa cái đọt ra luôn. Cô chú anh chị em mình về để nuôi và dưỡng ra thì mình chơi cây bay rất là ok luôn. Dạ hoành tại điểm này là mình được 21 ạ. Rồi. Dạ cái củ tròn này là mình được 36 ạ. Dạ chiều cao là mình là được 67. Chiều ngang là mình được là 89. Rồi. Dạ. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là cũng 900 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây giá hữu nghị luôn. Rồi mã số 13. Dạ tiếp theo là mã số 13 cũng là cây thọ hương nữa nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Đế nở đẹp lắm nha cô chú anh chị. Dạ hoành thân là mình được 22. Em dạ. 22 yếu chút em tính 21 nha. Rồi. Dạ chiều cao là mình được 110. Rồi. Dạ tán ngang là mình được 99. Dạ rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ là 900 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi 900 bao phí nha cô chú anh chị, mấy cây này lấy bo bao nhiêu 900, luôn nha. Em bao phí ship tại mấy cây này về lấy bo là khỏi chê luôn. Rồi. Cây đổi. Rất khỏe, rất là ok luôn. Cây đi đọt rất là ok luôn nè cô chú anh chị ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là cây thọ hương tàn thông. Cái này ghép đều tàn luôn cô chú anh chị ha, mà tại vì cái này nói chung là cái tàn nó còn non quá nên là cái tàn nó chưa có đều lắm ha. Mà nhưng mà nó đang búng nè cô chú anh chị, đang búng nhánh ngọn ngang dữ lắm ha. Cái này em ngắt dù, em ngắt tược nè. Em ngắt tược về nó búng mà giờ tới Tết là cái tàn dữ trời lắm nha cô chú anh chị. Tại vì nói chung là em giờ làm mà giờ giao lưu nữa nên có thi thì em làm cũng không xê hết á. Rồi. Thì cô chú anh chị em mua về giờ bấm đồ cho nó đẹp. Cây này thì quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Cái, từ cái bộ đế cho tới cái thân. Dạ. Và cái giót ngọn luôn ha. Rồi. Thông số luôn bà chủ cây ơi. Cây này thôi cái bộ đế nó nở. Quá đẹp luôn. Hoành thân tại điểm này là mình được 24. Rồi. Hoành cũ nó nở dưới này là mình được là 39 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái cũ nở quá chừng. Chiều cao là mình được là 121. Tán ngang là mình được 95. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ là 1.200.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 1.200.000 bao phí vận chuyển. 1.200.000 là em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em gần xa mình ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 15 là một cây thọ hương nữa cô chú anh chị ha. 15 là một cây thọ hương nữa, dáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi. Cái này tặng dáng hơi xuyên xuyên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bo già nè cô chú anh chị. Rồi, không xấu luôn. Nói chung cái già này thì bộ đế này thì rất là ok không á. Cô chú anh chị em mình cứ yên tâm, cây rất là khỏe. Hoành thân tại điểm này là được 21. Rồi. Hoành cái củ bự nó dưới này là mình được là 35. Rồi.
chiều cao là 113. Tán ngang là mình được là 99. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 16. Tiếp theo mã số 16 thì một cây lùng lực và đều tàn. Chi bỏ rất là đều luôn. Rồi. Bộ đế thì thôi thôi, khỏi nói, nở cũ dữ dằn hắn cô chú anh chị. Rồi, thông số. Dạ, hoành thân tại điểm này là mình được 24. Rồi. Còn cái cũ nó thì nó nằm sát dưới này quá em đo không được nha. Chiều cao là mình được là 98. Tán ngang là mình được là 90. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1 triệu nha cô chú anh chị. Một cây dáng trực và rất là đẹp luôn. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 17. Dạ, tiếp theo mã số 17 cũng là một cây thọ hương đẹp nữa cô chú anh chị ơi. Chi cành rất đều, bộ đế rất đẹp luôn. Hàng rất là khỏe, rất là ok luôn. Củ đế nè cô chú anh chị. Có luôn ha. Rồi, không số luôn bà chủ ơi. Nguyên củ rất là quái luôn cô chú anh chị, như con thú nằm luôn á, rất là đẹp nha. Quỳnh thân được 20. Rồi. Tổng nồi đế nó là mình được là 49. Rồi. Chiều cao là được 116. Rồi. Tán ngang là mình được 99. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cuối clip luôn hả bà chủ? Dạ, cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem hết clip và đã ủng hộ cho em ha. Thì em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0348322142. Và em xin cảm ơn hết toàn thể cô chú anh chị em mình đã xem clip ạ. Rồi, thì... Dạ, thì tiếp theo thì em cũng xin chào giao lưu với cô chú anh chị em mình gần xa mình là một lô mai để mà em mới vừa ghép chuẩn bị ra là lô siêu bông mình lợi ha. Rồi. Lô siêu bông mình lợi em ghép là với gốc hoa vườn và mỗi cây được 2 bo như vậy ha, dính rất là khỏe mạnh. Thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình nó mua một lẻ vậy thì một cây là 450. Còn mua một cặp là em giao lưu là 800.000 một cặp ha cô chú anh chị. Rồi. Thì mong cô chú anh chị em mình yêu thương và ủng hộ cho em nha. Rồi, nếu cô chú anh chị mình muốn mua loại giống siêu bông mình lợi, cô chú anh chị mình cứ alo Zalo cho chị Thủy ha, chị Thủy sẽ chụp hình cây gửi cho cô chú anh chị mình tham khảo. Nếu mà ok thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy ha. Rồi thì đây cũng là giới thiệu cuối clip luôn rồi ha. Thì mình chào hết luôn nha bà chủ. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem hết clip và đã ủng hộ cho em ha. Thì tại vì trong quá trình em cũng mới giao lưu được số gậy được số bo mình lợi này thì em muốn lên giao lưu. Thì mong cô chú anh chị em nào miếng mình có thích thì alo qua số điện thoại của em và hay là qua Zalo để mà em chụp hình cây gửi cho cô chú anh chị mình ưng ý cái nào thì mình lấy cái đó ha. Rồi. Mong cô chú anh chị em mình xem và ủng hộ cho em nha. Rồi, em cũng xin cảm ơn cũng như là chị Thủy, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong cái clip trước. Đó, cũng mong clip này cô chú anh chị mình xem được cái nào ưng ý thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.